Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tứ Online sẽ hẹn gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận cờ rất hay, đỉnh cao của làng cờ tướng Trung Quốc đánh trong giải cờ tướng rất cấp bên tái, mùa giải năm 2012. Bên đỏ đi tiên là danh tướng Triệu Hâm Hâm và người cầm bên đen là ngoại tinh Lê Khách Vương Thứ Nhất. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là ván cờ mà bên đỏ đi tiên triển khai pháo đầu để tấn công chủ động ngay. Bên đen cho triển khai mã mã 293. Theo phần cờ binh 7 tiến 1 đến từ Tiểu Triệu. Vương binh 7. Phát triển mã qua và tiếp theo phần cờ mã 293 hình thành bình phong đến từ bên đen của vương. Bên đỏ cho tiến pháo qua. Mã 7 tiến 8 phong tỏa đường ra xe. Tức 3 tiến 5 và tiếp theo phần cờ nhấc hoành xe đến từ bên đỏ của lục thần kiếm Triệu Hâm. Vương xe 8 tiến 1. Bên tiên xe 9 tiến 1. Mã 8 tiến 7 và tiếp theo phần cờ đảo con pháo binh có đường 7 ngay đến từ bên tiên, ngoài ra có thể chạy còn xe 1 bình 2 cũng là biến hóa khá hay. Đang cô lập xe pháo của bên đen. Đánh tiếp bên đen có trò nhấc hoành xe, có thể trò tháo pháo qua. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong chính cục đến từ bên tiên của danh tướng Triệu Hâm, anh cho bình pháo qua đường 7 ngay. Soi vào lỗ 3 của bên đen. Vương xe 1 đến 1. Bên Triệu cho tức 7 đến 5. Pháo 2 tới 2. Xe 1 bình 4. Pháo 2 bình 3 và tiếp theo phần cờ cho thu pháo về với mã. Bên đen cho thoái mã về tránh đòn. Mã 7 tới 8 đến từ ngoại tinh khách. Vươn mã qua, mã 6 tiến 4. Xe 1 bình 2 và phần cờ cho chạy xe qua để giữ quân. Vương cho bối cảnh trên lập tức anh cho đều con xe 8 ngay, bình có độ 4. Các bạn sẽ cùng xem tiếp những biến tiếp theo trong trận cờ. Đây là một đường đánh rất hay đến từ bên đỏ lập tức phần cờ cho phế mã đoạt tượng ngay. Rất hay, đỉnh cao đến từ bên tiên của danh tướng Triệu Hâm. Mã 4 tiến 5 chấn tượng. Trong bối cảnh trên thì bên đen quyết định bằng phần cờ cho tiến xe qua, thực chất lại không phải biến 2 đã để cho bên đỏ có thời cơ dùng xe chém xi ngay. Ngoài ra thì đi tiếp bằng phần cờ tức 7 đến 5 có phần tốt hơn. Mặc dù đánh như vậy thì bên đỏ có thời cơ cho tiến xe qua để bắt tượng bắt pháo. Pháo thoái về có thể cho chém tượng ngay. Mã 3 thoái 5 để tránh đòn có thể cho tiến pháo qua để phong tỏa hình cờ của bên đen. Các bạn thấy ngay hình cờ trên thì bên tiên vẫn tương đối mạnh. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong chính cục đến từ bên đen của vương, anh cho tiến xe qua. Đó để cho bên đỏ có thời cơ cho tiến xe phá xi ngay. Hình cờ rất khó chơi dành cho bên đen của vương. Tướng tiến 1 và phần cờ cho thu xe về đặt đe dọa phần cờ bình của lộ 2 bắt đôi. Bên đen vương cho tướng tiến 1 bắt mã và bên đỏ đã có thời cơ cho điều xe qua ngay để bắt đôi. Bình pháo qua và tiếp theo phần cờ cho lợn mã qua để tìm mừng công đến từ bên đỏ. Ngoài ra thì bên tiên có thể cho xe thoái bột ngay, vẫn là biến hóa khá ưu. Các bạn thấy ngay có điều xe bắt pháo có thể cho mã 3 thì 4 ngay để tấn công. Trong thực chiến của trận cờ các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn đến từ bên tiên. Mã 3 thì 4. Vương binh 7 thì 1. Bay mã chiếu. Thoái mã tránh đòn. Và tiếp theo phần cờ cho tiến pháo chiếu ngay. Mã 3 tới 2. Tiến xe qua. Và trong bối cảnh trên thì bên vương quyết định phòng thủ bằng phần cờ cho sĩ 4 tiến 5. Các bạn thấy thêm đánh tiếp mà cho xe bắt pháo thì sao? Khi đó bên tiên có thời cờ cho đảo con xe chạy con độ 4 ngay để tấn công. Một hình cờ 3 quân mạnh của bên tiên cho cùng một cánh rất khó chơi dành cho bên đen. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên đen của vương, anh cho sĩ 4 tiến 5. Và tiếp theo là phần cờ cho pháo 7 đến 4 ngay đến từ danh tướng Triệu Hâm và tốt. Đang đe dọa bắt mã và đang đe dọa phần cờ cho tiến pháo chiếu. Trong bối cảnh trên thì bên đen quyết định bằng phần cờ cho lệch tướng qua. Các bạn để thêm cho binh 5 đến 1 thì sao? Khi đó bên đỏ là thời cơ cho tiến pháo chiếu ngay, đang chiếu pháo lồng, ép buộc đen phế xe giải sát. Khi đó hình cờ đến từ bên đỏ vẫn là quá mạnh. Mã 2 đến 3 có thể
chém xe của Mã để chiều ngay và bắt chiếc pháo của bên đen. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong chính cục đến từ bên đen của Vương. Anh cho lịch tướng quân lộ 4 ngay. Tiếp theo thì bên đỏ phòng thủ bằng phần cờ cho C1-5. Ngoài ra thì bên tiền có thể cho vật pháo qua mạng ngay, vẫn là bên hóa ưu thế. Có cho tiền chiếu thì có thể chạy tới ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong chính cục đến từ bên đỏ. C1-5 đuổi xe. Xe thoái về bắt pháo. Và tiếp theo phần cờ tấn công rất hay, đỉnh cao đến từ bên tiền. Lập tức là tình huống cờ cho điều pháo qua bắt pháo ngay, phế xe. Vương cho ăn xe và bên đỏ thời cơ cho pháo 1-1. Tiến chiếu và cắn bức tượng. Xi vách qua. Bình chiếu. Ép tướng thoái về và đi tiếp phần cờ cho tách pháo qua biên. Đang đe dọa phần cờ cho mã 3-4 ngay để chiếu sát. Các bạn thấy ngay không thể bình xen pháo, bởi như vậy là thua ngay. Với phần cờ cho 7 mã qua để chiếu sát cục. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong chính cục đến từ bên đen của Vương. Anh cho bình pháo vào trung lộ, tìm hướng phòng thủ. Bên đỏ cho thoái xe bắt mã và tiếp theo phần cờ cho thu xe về để trợ thủ ngay đến từ bên đen của Vương. Trong bối cảnh trên mà bên đen của Vương cầm xe bắt pháo thì sao? Khi đó bị thua ngay bằng phần cờ cho tiến xe chiếu. Các bạn thấy ngay có chạy pháo qua thì về sau vẫn thua khá nhanh. Còn trong bối cảnh cho thoái tướng về thì sao? Khi đó lập tức là phần cờ cho bay mã qua và tạo ra sát cơ. Còn tiền pháo qua chạy đường vẫn bị phần cờ cho đâm xe chiếu. Còn trong hình cờ trước đó có cho chạy tướng thứ 3 thì sao? Khi đó là phần cờ bình xe vào chu lộ ngay. Vừa đe dọa bắt pháo, vừa đe dọa phần cờ phế xe để tạo sát. Các bạn thấy ngay có cho quay xe về. Phế xe thì rõ ràng là bên đỏ ăn qua thôi, thua. Các bạn thấy thêm trong bộ cảnh trên mà bên đen không phế xe để giải sát mà là phần cờ cho tháo pháo thì sao? Chạy pháo đi khi đó bị thua ngay với phần cờ cho phế xe. Không thể hạ tướng về là mã bay qua cũng thua. Ép tự 7-5 và bắn mã qua là sát cơ. Rất hay đến từ bên tiên. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên đen là phần cờ vương cho thoái xe về để tìm hướng thủ ngay. Bên tiên pháo 7-1, xe 1-1, bay chiếu, tiền pháo che đường và tiếp theo phần cờ cho lợi mã về để tấn công đến từ bên tiên. Sau vị cờ trên thì bên đen của Vương cho thoái tướng về, bình cờ sai lầm, ngoài ra thì cho chạy pháo về có phần tốt hơn. Mặc dù vậy đây vẫn là một cảnh mà bên đỏ thì có rất mạnh. Các bạn sẽ cùng đón xem bình cờ trong chính cục đến từ bên đen của Vương. Anh cho chạy tướng về và bên đỏ có thời cơ cho tiến xe chiếu ngay. Sau vị cờ trên thì bên đen của Vương anh buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp phải hạ pháo về. Khi đó là phần cờ cho bay mã qua là sát cục ngay. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên, một trận cờ rất hay, đỉnh cao của danh tướng Triệu Hâm khi cầm bên đỏ như tiền thắng được ngoại tình lời khách Vương thứ nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.